Trung Quốc tuyên bố luôn luôn tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bank of China, tức là ngân hàng ngoại thương lớn nhất của Trung Quốc, đã đóng tài sản của ngân hàng ngoại thương Triều Tiên, đồng thời ngừng giao dịch với ngân hàng này. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc có một hành động công khai đối phó với Triều Tiên trước sức ép quốc tế đòi hỏi phải trừng phạt Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc luôn luôn tuân thủ và áp dụng chặt chẽ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Và Trung Quốc lúc nào cũng duy trì quan hệ với các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên với mục tiêu gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc góp phần duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh truyền thống của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. Hiện chưa biết liệu bao nhiêu phần trăm trong tổng kim ngạch thương mại trị giá 6 tỷ đô la một năm giữa Triều Tiên và Trung Quốc được giao dịch thông qua Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên. Các nước như Nhật Bản và Mỹ đã ra tuyên bố hoan nghênh việc Ngân hàng Trung Quốc đóng tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên. Bước đi của Ngân hàng Trung Quốc được xem là có thể tạo đà cho các ngân hàng khác trong khu vực xem xét lại giao dịch với các ngân hàng của Triều Tiên.